tam vị chú vương dòng văn tam vị chú vương thịnh chúa đệ nhất na tây thiên chúa trưởng đồng đức linh chân lê có chiều đức lý chân lê sắc phong thường đằng đằng
Việt Nam có ngàn đông đông lộ còi Bắc Kỳ, có núi Tây Thiên gió truyền thiên hạ điền. Lòng nhật tâm tâm mừng
lòng sơn lâm như một đê tràn trề. Khi thăng khi giáp khi đầy khi vơi, khi thăng khi giáp khi vơi khi đầy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đêm mai chúa tiên con cung kính mời đức lễ mai chúa tiên anh linh linh chắc chắn rằng chúc tự về bên chân có đức chúa ngàn là con vua để thích nghe giáng sinh vào quý tộc mơ lê ra năm thân thân tháng hai mộng sớt lâm lâm văng văng về tiêu dao
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con vâng 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 chỗ đồ cho đồng tử con bình chỉ tiêu giao bầu trời lên cảnh Phật
vận đời khoa phép màu nhập nhật này càng khôn đông đông trăm linh thăm thăm quê. Chúa đi khắp
linh linh thần nâng nâng hương đền thờ chi công vương thánh tổ làm Cùng mơ có chung một nhà.
trước cô kêu ca sao số mình lại vất vả vì kiếp xưa nào chẳng chiều tu đâu kịp này tu để được vào hội quỳnh lòng ta
kia lầm tay chúa mới ban ra. Bốn phương hồi hòm đi đã tháng này cho trần gian có tiền tốt lụa dày. Bông lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa, cho thanh đồng dài nhật nhật sáng. Chùa đi khắp bốn phương trời.
Selamat tinggal.